con muốn xuất gia gieo duyên, nhưng vì ít ngày và còn ra đời làm việc nên gia đình không bằng lòng và không muốn con cạo tóc. Xin sư cho con hỏi vì sao xuất gia gieo duyên phải cạo đầu và có thể không cạo tóc hay không? Quý vị hỏi dùm sư, những người xuất gia gieo duyên mà có cạo tóc á, cái chuyện cạo tóc nó trải nghiệm nó khác hoàn toàn với cái chuyện không cạo ha. Ở một số nơi thì cho phép xuất gia gieo duyên mà không cạo tóc, nhưng mà sư thì cá nhân sư thì sư không ủng hộ, tại vì làm như thế lâu dài á thì trong chùa sẽ có một lực lượng người nữ ở chùa qua đêm không cạo tóc, thì đó nó sư thấy là tương lai là nó không ổn, cho nên là thôi thì cứ ở chùa thì cứ cạo đầu giùm sư.